Chỉ có đúng hoàn cảnh thôi. Đúng hoàn cảnh là gì? Là tốt. Cho nên là bản chất một người mà khéo giao tiếp là bản chất trong con người ta có tầng bậc từ lớp 1 cho đến giáo sư. Tức là nếu trong một con người mà họ được trải nghiệm nhiều, họ có nhiều tầng bậc, thì khi đó đối tượng giao tiếp, cứ đối tượng ở chừng nào thì họ sẽ mang trình độ ở chừng đó để họ gì? Họ nói chuyện, thì cuộc sống của họ là cực kỳ gì? An lạc. Nhưng thông thường người Việt Nam mình nếu đã trình độ giáo sư mà nói chuyện với bọn lớp 1 thì cũng tập trung nói chuyện bằng giọng gì? Giáo sư nên lông ghét. Mở mồm ra là theo nền kinh tế vĩ mô. Xong này bảo là các em biết kinh tế vĩ mô là gì không? Một cánh bướm vỗ rừng Amazon tạo ra cơn bão ở Việt Nam. Mấy học trò mà thế là thế nào thầy vậy? Mà tao cũng không biết. Kinh tế vĩ mô. Các ông lớp 1 nó biết gì kinh tế vĩ mô. Cho nên các ông mà đi giải toán cho con ấy, con học lớp 1 mà bây giờ giải toán cho con là chỉ chết đến lớp nó chỉ có 0 điểm thôi. Vì phương pháp của nó đều cứ đặt x bằng giải phương trình ta có. Con học lớp 1 mà cô giáo con dạy chả có ích cái gì cả. Đấy thì con người ta bị dính một cái chuyện là gì? Mang giáo sư ra để nói chuyện. Vậy thì khó nhất là ở đời đó là cách gì? Cách dùng. Nếu ông có cả 4 phong cách mà ông dùng một cách hỗn hợp được, đấy mới là đẳng cấp. Còn thường chúng ta chỉ có một phong cách và ngồi phán xét phong cách khác là gì? Là sai. Và trong đạo Phật người ta gọi là giới cấm thủ kiến. Tức là mình có một cách làm và mình kết luận cách đấy là cách gì? Tốt nhất. Thông thường chúng ta hay nghĩ thế, có đúng không? Nhưng mà thực ra không có cách nào tốt nào xấu. Mà quan trọng nhất là cách sử dụng. Ví dụ với cái phòng ban mà mới thành lập, nhân viên mới mà lương thấp thì chúng ta chọn cách nào? Cầm tay chỉ biết. Nếu với nhân viên ở mức độ lương cao hơn một chút, đúng không? Nó có một chút về mặt kỹ năng rồi, tức là nó có kinh nghiệm 1-2 năm thì mình dùng phong cách nào? Dẫn dắt. Nếu như mình trả lương như kiểu anh Vượng 4-50 triệu cho nhân viên thì mình dùng phương án nào? Chuyên cảm hứng. Tóm lại là đến giờ này mình cũng làm được cái này thì mình làm sao? Lên đường con ạ, không có ngồi bàn nhiều. Đúng không? Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với nhà nước chúng ta dùng phương án nào ạ? Ba phải. Trong cuộc họp này thì tôi nói thật với các đồng chí là tôi thấy rằng là đồng chí Hằng có tố chất để trở thành chủ tịch huyện ta trong năm tới. Tuy nhiên thì cái này phải do được sự đồng ý của đảng ủy, đúng không? Ban bí thư. Vì vậy là tôi cũng chỉ gợi ý vậy thôi, còn các đồng chí cứ chủ động bàn bạc và cho ý kiến. Đồng chí nào không đồng ý giơ tay. Thôi không có đồng chí nào giơ tay thì như vậy là 100% đồng ý bầu cho đồng chí Hằng làm chủ tịch. Vậy thì bây giờ thì thứ nhất là tôi sẽ thay mặt tổ chức để ký vào đây, sai phạm các đồng chí chịu trách nhiệm. Có đúng không nhỉ? Phương án 3 phải. Thì bắt đầu là chúng ta thấy rằng là các phong cách nó trộn lẫn với nhau. Vì vậy chúng ta mới thấy. Nhưng mà đứng về mặt phòng ban thì vậy. Nhưng kể cả các anh chị làm quản lý, các anh chị phải phân cả con người ra nhé. Người nào là người mình có thể dùng gì? Dẫn dắt. Người nào là dùng cầm tay chỉ việc, chứ không phải là dùng đồng loạt với tất cả các chú ấy. Đấy. Thế cho nên là các anh chị tuyển người mới vào là phải tính xem là mình sử dụng nó ở phương pháp nào thì không bị rơi quân. Còn nếu không là chúng ta dùng nguyên một phương án là sẽ bị gì? Rơi quân. Đấy. Ngay vợ chồng thôi mà công dùng nguyên một thế thôi thì đảm bảo nó chán luôn. Thật đấy, tại nhà tôi còn có cái vợ chồng còn đấy, nó còn quy trình đến mức độ nó hẹn nhau vào thứ Tư với thứ Bảy. Thế vợ nó tâm sự với vợ tôi vậy. Nó hỏi vợ tôi này, nhà cậu này vào thứ mấy? Vợ tôi thì nó cũng khôn, nó bảo nhà tớ thì tùy hứng, lúc nào thích thì chén thôi. Thế thì con bé kia thì ngu, thì khai ra thứ Tư, thứ Bảy. Thế là cứ thứ bảy mình sang, tối thứ bảy mình sang nói chuyện với hai vợ chồng nó cãi nhau. Vì sao nó đảo lộn hết sinh hoạt. Quy trình đến mức độ như vậy. Cho nên là mà riêng phụ nữ họ rất cảm hứng. Nếu như là những cái việc mà mang tính mà họ không đoán được thì họ mới phê. Hả? Không, ở đây không áp đặt ra đấy, hỏi không ai dám nói đâu. Có những hôm mà thỉnh thoảng về là vợ là về nhà phát nó ôm hôn luôn. Vợ không biết nên sao vậy, chắc là phải hôn kỹ năng. Thế mà theo em là anh hôn vậy là mục tiêu để làm gì? Anh nịnh người ta chứ gì, mà nịnh thì là biểu hiện của cái gì, của tình yêu. Có vậy là nụ hôn tình yêu chứ ai còn nụ hôn kỹ năng. Vừa vẩn. Làm cái nghề kỹ năng là cũng khổ lắm. Nhiều khi mình làm thật, tưởng giả. Đấy, thế thì nó liên quan đến cách dùng. Ok, bây giờ chúng ta sang đến cái phần kỹ năng lãnh đạo này, các bác có hỏi không? Như vậy là cầm tay chỉ việc, dẫn dắt, truyền cảm hứng và ba phải. Ba phải thông thường dùng cho CEO nhiều hơn với những cái tập đoàn lớn. Như tôi là bây giờ là như mấy cái anh Phong, anh Trúc ở đây chẳng hạn, thì tôi chủ yếu ba phải. Thì mà giờ thầy bây giờ nó định làm này nhưng mà giờ khó nghĩ quá, anh em bàn xem. Thế nên anh em nhảy vào bàn thôi. Đấy. Thế đạt được cái ngưỡng đấy thì nó nhàn. Nhưng mà vậy phải quân phải gì? Giỏi. Quân phải giỏi. Còn quân ngu mà lại còn truyền cảm hứng thì nó thì cũng biết bơi, lại xui nó bỏ mày mà bơi từ đây sang đây, bác cho đùi thịt chó, nó nhảy bơi nửa sông nó chết, cũng không nhảy, mình phải tạo nghiệp. Thế cho nên là nó tùy từng phong cách. Nếu các bác không hỏi cái gì thì em chuyển sang món khác. Bạn là sinh viên sắp ra trường, bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn. Business2U, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi trường doanh nhân CEO Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiến hành giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. Business2U giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm được 1 năm hoặc trên 1 năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của Tập đoàn CEO Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập website trườngdoanhnienceovietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tuyến 0986 77 6622. Business2U chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0986 77 6622.